Ôi thôi rồi, vì mãi khám phá những điều mới lạ quá mà lạc khỏi đoàn thì làm sao bây giờ? Hãy bình tĩnh nào, chúng mình cố vận dụng trí nhớ để tìm ra đường nhé. Nếu vẫn không tìm thấy đường trở về thì hãy để ý nơi nào có khói bốc lên hay ánh đèn của các lán trại thì tìm tới đó và nhờ sự giúp đỡ. Chúng mình cũng nên để lại dấu hiệu để khi mọi người đi tìm có thể tìm thấy được. Đi theo những dòng nước chảy, chúng mình cũng có cơ hội tìm ra những khu dân cư. Hãy nhờ người dân ở đây đưa về giúp nha.